Nhiều người Trung Quốc hôm 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết, đã đến chùa để cầu xin sức khỏe sau 3 năm căng thẳng và khó khăn do đại dịch. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài ngôi chùa nổi tiếng này ở Bắc Kinh, nơi đã nhiều lần phải đóng cửa trước khi các hạn chế COVID-19 kết thúc vào đầu tháng 12 năm 2022. Hàng nghìn người đang chờ đợi đến lượt cầu nguyện trong bối cảnh giới chức báo cáo gần 13.000 ca tử vong mới sau COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023. Chúng ta cần phải nỗ lực làm việc để giải quyết những vấn đề này và tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp hơn và mọi người có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là Tết Nguyên đán không có hạn chế COVID-19 đầu tiên sau 2 năm triệt để chống dịch tại Trung Quốc. Trong dịp lễ này, có hơn 26 triệu chuyến đi bằng đường sắt, đường cao tốc, tàu thủy và máy bay, một nửa mức trước đại dịch nhưng tăng khoảng 50% so với năm ngoái, theo CCTV. Ăn mừng cùng gia đình, chuyên gia bất động sản Guo Jin cho biết ông cầu mong công việc làm ăn phát đạt, sản xuất phục hồi nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe dồi dào. Gia đình chúng tôi có một người lớn tuổi, ông đã ngoài 80, tôi hy vọng ông luôn khỏe mạnh. Khi hàng triệu lao động nhập cư trở về quê ăn Tết Nguyên đán, các chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại cho những người sống ở vùng nông thôn, nơi cơ sở y tế còn nghèo nàn so với những người ở các vùng ven biển giàu có hơn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.